Kính thưa Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội, phường. Kính thưa các vị đại biểu, các bác, các đồng chí, thưa toàn thể các cháu học sinh yêu quý. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân phường An Biên về tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và tổ chức các hoạt động tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Hôm nay 25 tháng 6 năm 2022, chi bộ tổ dân phố số 3 tổ chức kỷ niệm lần thứ 20 Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 nhằm đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, đoàn thể, mọi người cùng gia đình xây dựng gia đình văn hóa ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, góp phần vào xây dựng sự nghiệp và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm phong trào khuyến học năm 2011-2021, tuyên dương khuyến học, khuyến tài các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi 2021-2022. Về dự kỷ niệm hôm nay, tôi thay mặt ban tổ chức trân trọng giới thiệu đại biểu quận Lê Chân, bà Bùi Thị Ngọc Uyên, Phó trưởng phòng giáo dục quận, đại biểu quận ông Nguyễn Văn Nhật, quận ủy viên, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân, ông Nguyễn Đông Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, ông Trần Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, bà Phạm Thị Diệu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội khuyến học, ông Phạm Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, bà Nguyễn Thị Ngân, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận phường, ông Phạm Minh Trúc, Đảng ủy, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường, bà Trần Minh Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, bà Phan Như Ngọc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đồng chí cán bộ chuyên trách của Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường. Đại biểu mời ông Hoàng Thanh Hải, trưởng ban nhóm đảng viên 213 về tổ dân phố. Ông Vũ Thăng Long, bí thư chi bộ. Ông Phạm Văn Dũng, tổ trưởng
tổ trưởng dân phố, chủ tịch hội khuyến học, ông Lê Văn Trường, trưởng ban công tác mặt trận, bà Đinh Thị Thanh Hà, chi hội trưởng phụ nữ, bà Nguyễn Thị Phòng, chi hội trưởng người cao tuổi, bà Phùng Thị Hiền, chi ủy chi hội chữ thập đỏ. Và dự lễ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam hôm nay còn có 76 học sinh giỏi năm học 2021 năm 2022 của tổ dân phố. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu đã về dự lễ kỷ niệm hôm nay. Sau đây tôi xin trân trọng thông qua chương trình lễ kỷ niệm. Một, diễn văn kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Hai, tặng quà gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2021. Ba, báo cáo tổng kết 10 năm phong trào năm học 2011-2021 và thành tích học tập của các cháu trong tổ dân phố năm 2021, năm 2022 và công bố danh sách học sinh giỏi. 4. Tổ chức phát thưởng cho các cháu học sinh giỏi. 5. Đại biểu đại diện các cháu phát biểu cảm tưởng và hứa hẹn. 6. Biểu dương phát biểu ý kiến. 7. Tổng kết hội nghị. Thưa các quý vị đại biểu, thưa các bác, các đồng chí, đến dự đại hội hội nghị hôm nay, ngoài những sự ủng hộ của các công ty và các nhà hảo tâm, còn có những nắng hoa tươi đẹp chúc mừng hội nghị. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Nhật, quận ủy viên, bí thư đảng ủy phường, nên tặng nắng hoa chúc mừng. Kính mời đồng chí Vũ Thăng Long, bí thư chi bộ, lên nhận nắng hoa. Theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Thanh Hải, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cơ điện Hải Phòng, trưởng nhóm đảng viên 2013 nên tặng nắng hoa chúc mừng. Kính mời đồng chí Phạm Văn Dũng, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố lên nhận nắng hoa. Trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Thăng Long, bí thư chi bộ, tổ số 3 lên trình diễn kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo quận, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường An Viên. Kính thưa các bác, các đồng chí, thưa toàn thể các cháu thân mến. Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2022, chúng ta lại gặp mặt tại đây trong tưng bừng kỷ niệm lần thứ 20 Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2021. Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt chi bộ, tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã hội của tổ dân phố xin gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, các bác, các đồng chí và toàn thể các cháu lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đã 10 năm liên tục kể từ năm 2011, cứ vào dịp 28 tháng 6 hàng năm, chi bộ tổ dân phố số 3 lại tưng bừng tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam gắn với tổng kết tháng hành động vì trẻ em và tuyên dương các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi của năm học. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, nhiều gia đình cộng lại thì mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình cũng tốt, hạt nhân của xã hội là gia đình. Gia đình Việt Nam xuất phát từ mấy ngàn năm văn hiến, cho đến nay tên tuổi các vị anh hùng, các danh nhân, các bậc kỳ tài, các nhà cách mạng lỗi lạc đều xuất phát từ gia đình, có tính chất đặc biệt. Tiềm ẩn trong gia đình đó là sự chăm sóc của người cha, người mẹ đã tần tảo nuôi con ăn học, thành tài để ra giúp nước, giúp dân. Gia đình có vai trò lớn
trong việc hình thành và phát triển xã hội, góp phần xây dựng Tô Thắm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa của dân tộc, là nơi giữ gìn, vun đắp, phát triển những giá trị truyền thống quý báu của con người Việt Nam. Dân tộc Việt Nam được hình thành trong quá trình lịch sử, có lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường và trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Gia đình Việt Nam là một ngày lễ lớn tôn vinh mái ấm gia đình, là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ. Cặp vợ chồng phải biết giá trị mái ấm của gia đình, cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, gia đình Việt Nam hình thành phát triển với những chuẩn mực, giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng xã hội văn minh. Những giá trị truyền thống như lòng yêu nước, yêu quê hương, đùm bọc lẫn nhau, hiếu nghĩa, hiếu học đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong quá trình lịch sử giữ nước. Vì thế, ngày gia đình Việt Nam là dịp để mỗi người con hướng về cội nguồn, về người thân, nuôi dưỡng những tình cảm giá trị văn hóa cao quý của dân tộc. Dù đi đâu, làm gì chăng nữa, bạn hãy luôn hướng về gia đình, nhớ đến gia đình với những gì tốt đẹp nhất. Đường về nhà bao giờ cũng là đường gần nhất. Với ý nghĩa đó, cách đây 20 năm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 72, chọn ngày 28 tháng 6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, để nhằm đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể, các tổ chức xã hội cùng các gia đình từng bước ổn định, củng cố, xây dựng theo tiêu chí ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, bình đẳng. Chúng ta đều biết rằng gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội, xuất phát từ cơ sở lý luận trên và thực tiễn cuộc sống. Vấn đề đặt ra hiện nay là quan tâm đến đồng bộ bốn chức năng gia đình như sau. Một, trước hết chức năng thực hiện nhu cầu tình cảm. Phải làm sao cho gia đình thực sự có một môi trường tốt để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, đạo đức, tinh thần. Hai, người già không cô đơn. Ba, quan hệ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, sống có trách nhiệm, thủy chung, quan tâm, chăm sóc, cùng nhau tiến bộ. Bốn, con cháu lễ độ, hiếu thảo, chăm ngoan, siêng năng lao động, học tập thật tốt, biết kính trên, nhường dưới. Tất cả các thành viên cùng nhau quây quần trong gia đình hạnh phúc, với bầu không khí thoải mái, ấm cúng. Gia đình là điểm tựa của sự phát triển. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các bác, các đồng chí cùng toàn thể các cháu thân mến, tổ dân phố số 3 của chúng ta có 121 hộ với trên 490 khẩu. Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, nhân dân đã thực sự đồng thuận, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Chi bộ đã trên 10 năm giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tổ dân phố giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa xuất sắc. Chi hội cựu chiến binh cũng giữ vững danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh 15 năm liên tục. Mặc dù đã phải trải qua 2 năm liền bệnh dịch COVID-19, nhưng tổ dân phố vẫn ổn định an sinh, giữ vững tinh thần đoàn kết cộng đồng, vẫn tổ chức thành công, an toàn 3 chuyến du lịch đi Sapa, Lào Cai, đi Hoành Mô, Quảng Ninh, đi Na Hang, Tuyên Quang cho bà con xóm ngõ. Qua các chuyến đi này, tình cảm keo sơn trong cộng đồng càng gắn bó hơn. Có được kết quả trên trước hết là sự nhiệt tình của nhân dân trong tổ dân phố đã thực hiện đoàn kết ủng hộ, xây dựng phong trào ngõ xóm văn minh, là sự chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường An Biên, là sự năng nổ, nhiệt tình, bám dân, lắng nghe dân của đội ngũ cán bộ cơ sở, tổ dân phố, và không thể không kể tới sự hăng say học tập của các cháu trong tổ dân phố. Mỗi năm số học sinh giỏi đều tăng hơn lên năm trước. Năm nay chúng ta rất vui mừng, tổ chúng ta đã có 70 học sinh giỏi, cao nhất từ trước đến nay.
Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt tổ dân phố chân thành cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường An Biên đã sâu sát quan tâm đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tổ dân phố trong năm qua. Cảm ơn các cơ quan, các doanh nghiệp, các cửa hàng, các nhà hảo tâm đã chung tay góp phần xây dựng phong trào của tổ dân phố. Với thành tích và truyền thống của tổ dân phố đã đạt được trong 10 năm qua, tôi tin chắc rằng tổ dân phố số 3 sẽ tiếp tục giữ vững danh hiệu đã đạt được. Kính chúc các quý vị đại biểu, các bác, các đồng chí và toàn thể các cháu mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây, tôi xin kính mời 13 gia đình văn hóa tiêu biểu của năm 2021 lên sân khấu để nhận quà tặng của tổ dân phố. Kính mời đồng chí Nguyễn Đông Hải, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân lên trao quà, phần quà cho các gia đình. Xin kính mời các bác lên cho luôn ạ. Tôi xin đọc. Gia đình bà Trần Thị Minh Liệu, gia đình bà Hoàng Thị Hồng Nhã, gia đình ông Phan Đức Bảo, gia đình Phạm Ngọc Sơn, gia đình ông Nguyễn Xuân Thành, gia đình bà Đinh Thị Thanh Hà, gia đình ông Vũ Hải, gia đình ông Ngô Văn Khánh, gia đình ông Phạm Văn Dũng, gia đình ông Vũ Thăng Long, gia đình ông Bùi Xuân Trường, gia đình ông Đỗ Văn Tĩnh và gia đình ông Lê Văn Trường. Kính mời 13 gia đình lên ạ. Kính mời đồng chí Nguyễn Đông Hải. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, trưởng Ban khuyến học của Tổ dân phố, lên thông qua báo cáo tổng kết 10 năm khuyến học. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo quận và Ủy ban Nhân dân phường, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các cháu học sinh thân mến. Trong không khí kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường An Biên, Tổ dân phố số 3 tổ chức tổng kết 10 năm khuyến học, khuyến tài và trao phần thưởng cho các cháu đạt danh hiệu thành tích học sinh giỏi năm học 2021-2022. Như chúng ta đã biết, khuyến học, khuyến tài là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam mà ông cha ta đã đúc kết. Hiện tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí mạnh thì nước mạnh, nguyên khí yếu thì thế nước yếu, thấp hèn. Chính vì vậy, khi còn sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo cho việc học tập của mọi người. Bác mong muốn đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Nói cụ thể một cách, khóa khuyến học là sự khuyên bảo, hướng dẫn, khích lệ, giúp đỡ các tổ chức, các cá nhân để người ta hứng khởi, nghe theo, làm theo, cùng nhau thúc đẩy học tập và vận động các nguồn lực được học và tự học, học thường xuyên, học suốt đời, học chữ, học nghề, học làm người, học để biết, để làm việc, để làm người có ích cùng chung sống trong xã hội, xây dựng xã hội một cách học tập. Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã chỉ thị ra chỉ thị 11, đã chỉ rõ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội chủ xây dựng xã hội học tập và là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Kính thưa các vị đại biểu, trong 10 năm qua, Chi ủy, Chi bộ Tổ dân phố số 3 đã chỉ đạo xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, vận động nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn đã chung tay đóng góp được 87.250.000 đồng. Trong đó, nhân dân là 57.550.000 đồng, các tổ chức cá nhân doanh nghiệp được 29.700.000 đồng tiền mặt và hiện vật giá trị là 11.600.000 đồng. Thì báo cáo của chú, hiện vật đây thì là gồm các cái hiện vật như là quạt rồi là các cái thành phẩm khác thì chúng tôi đã có những ở đây. Hàng năm tổ dân phố đều tổ chức khen thưởng, động viên
và phát thưởng cho các cháu vào ngày 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam, với tổng số tiền đến nay là 87.200.000 đồng. Được sự quan tâm động viên kịp thời mà thành tích học tập của các cháu năm sau đều cao hơn năm trước, bình quân hàng năm từ 83 đến 86% học đạt học sinh giỏi và các cấp thành phố và quận. Riêng năm học 2021-2022, tổ dân phố số 3 có 81 cháu học sinh đang theo học ở các trường, trong đó có 35 cháu là học sinh tiểu học cơ sở, 20 cháu học sinh trung học cơ sở và 15 cháu học sinh trung học phổ thông. Tổng có 70 cháu đều đạt học sinh giỏi bằng 86,4%. Trong đó có một cháu đạt giải 3 môn tin học cấp quốc gia, 2 cháu đạt giải cấp thành phố, 1 giải nhất môn công nghệ, 2 là giải nhì môn hóa sinh. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ. Có được thành tích trên trước hết là nhờ sự cần cù, thông minh, tích cực học tập của các cháu, sự chăm lo nuôi dưỡng của các bậc phụ huynh và gia đình, là sự dạy dỗ của các nhà trường, thầy cô đã hết lòng vì thế hệ trẻ tương lai sau này cho Tổ quốc. Mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã có một kỳ vọng rất lớn lao, non sông Việt Nam có trở lên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai được các nước cường quốc Nam Châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu học sinh và sinh viên. Nay Bác đã đi xa, nhưng hình ảnh và lời nói của Bác đã thấm sâu vào trong tâm trí của mỗi học sinh sinh viên, là học, học nữa, học mãi để xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhân đây, thay mặt tổ dân phố số 3, tôi xin chân thành cảm ơn các tổ chức, các doanh nghiệp, công ty Hoàng Phát, công ty Điện Cơ Hải Phòng, nhóm đảng viên 23, các nhà hảo tâm, cá nhân, gia đình bà Trần Thị Minh Liệu ở số 385, gia đình chị Nhung ở số 8985, Nguyễn Đức Cảnh đã chung tay xây dựng quỹ khuyến học trong những năm qua của tổ dân phố thành công tốt đẹp. Cảm ơn các nhà trường và gia đình đã hết lòng kết hợp thường xuyên chăm lo giáo dục, dạy dỗ rèn luyện các cháu các kỹ năng, định hướng tạo điều kiện cho các cháu phát huy khả năng, trí tuệ trong học tập, nhất là trong 2 năm chống dịch Covid-19 vừa qua. Báo cáo đồng chí là năm 2 năm chống dịch thì các cháu đều là học sinh, đều học trên mạng và học trực tuyến, cho nên cái này thực chất ra thì là để đánh giá các kết quả học tập các cháu thì trên cái cơ sở của nhà trường và kết hợp với lại các cái gia đình đã có những cái mà các cháu bứt phá được, cho nên là cái năm nay thì đúng là tổ dân phố số 3 các cháu đạt thành tích cao hơn năm. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các cháu học sinh thân mến, trước khi chuyển sang phần công bố danh sách học sinh giỏi và trao phần thưởng cho các cháu, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu đã về dự lễ kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam và lễ trao giải phần thưởng khuyến học khuyến tài cho các cháu học sinh giỏi. Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây thì tôi cũng xin thay mặt cho giới chuyên khoa đọc danh sách các cháu học sinh giỏi. Thì trước tiên thì tôi xin mời đồng chí Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Điện Cơ Hải Phòng, đã lên phát thưởng cho các cháu 5 cháu đạt học sinh giỏi quốc gia và 2 cháu đạt ở thành phố và 2 cháu đạt học sinh mà trong cái nhóm đảng viên 723 là quan cả các đồng viên. Thì xin mời đồng chí Hoàng Thanh Hải. Các cháu tên sau đây thì xin mời các cháu lên này. Đồng chí cháu Phạm Thanh Sơn, lớp 12 chuyên Trần Phú, giải 3 tin học. Hai là cháu Nguyễn Thị Xuân Ngọc, lớp 12A3, trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, giải nhất môn công nghệ. 2, 3 là cháu Nguyễn Dương Công Thành, lớp 10A4, trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, giải nhì hóa sinh. Và 2 cháu là Vũ Phú Khang, Vũ An Khang, là học sinh giỏi, là trong nhóm đảng viên 23, thì đồng nên nhận phần thưởng.
xin báo cáo với toàn thể các vị đại biểu và các cháu như này. Hôm nay đây là năm cháu giành giải cao, nhưng trong đó hiện nay là có hai cặp sinh đôi. Trước hết là cháu Nguyễn Dương Công Thành và Nguyễn Dương Danh Đạt là hai cháu sinh đôi, và bố mẹ đều là ở trong nhóm đảng viên 723 của anh Hải. Và cháu Vũ An Khang và Vũ Phú Khang, hiện nay một cháu đang đi vắng, là hai cháu sinh đôi cũng ở ngõ 79, là cũng 10 năm học sinh giỏi liên tục, và bố mẹ cũng đều là đảng viên đang sinh hoạt ở nhóm 23. Đây là hai trường hợp rất đặc biệt. Xin một lần nữa chúc mừng năm cháu và hai cặp đôi hoàn hảo. Cảm ơn anh. Tiếp theo chương trình thì sau cái phần trao giải cho các cháu học sinh đạt danh hiệu cấp bộ và cấp thành phố, thì tiếp theo đến cái phần trao giải cho các cháu học sinh đạt học sinh giỏi năm học 2021-2022. Cháu Phạm Hồng Ngọc lớp 6D1 trường Trung học cơ sở Ngô Quyền. Cháu Nguyễn Ngọc Mỹ Linh lớp 6D4 trường Trung học Ngô Quyền. Cháu Phạm Gia Khánh lớp 6D10 Chu Văn An. Cháu Trần Bảo Thi lớp 6D9 trường Trần Phú. Cháu Trần Văn Khoa lớp 6D4 trường Trung học Ngô Quyền. Cháu Đỗ Văn Minh Chí lớp 7C14 trường Trung học Trần Phú. Cháu Phạm Minh Ngân lớp 7A4 trường Xoanh Tại Đức. Cháu Bùi Tuấn Hưng lớp 8B9 trường Trung học phổ thông Trung học Ngô Quyền. Cháu Bùi Tuấn Hưng lớp 8B9 Ngô Quyền. Cháu Trần Gia Huy lớp 8B2 trường Ngô Quyền. Cháu Phạm Hoàng Gia Phát lớp 8C8 trường Tô Hiệu. Cháu Bùi Khánh Linh lớp 8B11 trường Trần Phú. Cháu Ân Minh Huyền lớp 8B7 trường Trần Phú. Cháu Phạm Quỳnh Chi lớp 8B11 trường Trần Phú. Cháu Nguyễn Văn Hải lớp 6D6 trường Trần Phú. Cháu Trần Thị Huyền My lớp 9A12 trường Trần Phú. Cháu Lê Tuấn Kiệt lớp 9A12 Trần Phú. Cháu Trần Tú Huyên lớp 9A11 trường Ngô Quyền. Cháu Cao Phương Thảo lớp 9A11 Ngô Quyền. Trung học phổ thông, cháu Bùi Thanh Tuấn lớp 10C8 trường Trần Nguyên Hãn, cháu Nguyễn Dương Danh Đạt lớp 10A3 trường Vinh Hoa, cháu tiếp theo là cháu Vũ Ngọc Anh lớp 11B7 trường Lê Hồng Phong, cháu Nguyễn Lê Khánh Linh, cháu Nguyễn Quang Huy lớp 11B10, cháu Phạm Quang Đô, cháu Trương Nguyễn Khánh Linh, cháu Cao Lương Ngọc Ánh lớp 12C, cháu Đi Hương Giang. Sau đây thì tôi xin mời đồng chí Bùi Thị Ngọc Quyên, Phó trưởng phòng giáo dục quận Lê Chân lên phát phần thưởng cho các cháu. Xin trân trọng mời.
đây xin mời cháu Trương Nguyễn Khánh Linh đại diện các cháu học sinh nhận phần thưởng học sinh giỏi năm học 2021-2022 lên phát biểu trước hội nghị. Xin trân trọng mời cháu. Kính thưa các bác đại biểu, các đại diện Ủy ban Nhân dân phường cùng các bác lãnh đạo tổ dân phố cùng toàn thể các em học sinh, các bạn học sinh thân mến. Lời đầu tiên cho cháu xin gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe chân thành nhất đến các ban lãnh đạo, các đảng ủy phường và các bạn học sinh ạ. Theo cháu thì gia đình chính là nền móng, là nền tảng và là động lực phát triển của xã hội. Hiểu được những điều đó, Đảng Nhà nước ta đã lấy ngày 28 tháng 6 là ngày kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam. Hưởng ứng phong trào của nhà nước thì tổ dân phố số 3 đã 10 năm liên tiếp tổ chức ngày hội này, không chỉ tuyên dương các bạn học sinh giỏi mà còn biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. Cháu, đây là lần thứ 10 cháu được đứng ở đây để được tổ dân phố tuyên dương và khen thưởng. Tuy nhiên những cái cảm xúc của cháu vẫn hồi hộp, náo nức như lần đầu. Là một học sinh được đứng đây thay mặt các bạn học sinh phát biểu đại diện cảm tưởng và suy nghĩ của mình, cháu cảm thấy vô cùng vinh dự ạ. Để có được những thành công ngày hôm nay, cháu xin gửi lời cảm ơn tới các ban lãnh đạo ngành, các ban lãnh đạo tổ dân phố đã tạo điều kiện, ủng hộ nhiệt tình và duy trì hoạt động phong trào suốt 10 năm liên tiếp. Nhờ đó mà các bạn học sinh như chúng cháu đã có thêm động lực học tập và cảm thấy thêm có trách nhiệm. Đứng ở đây với cương vị là một học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường và cũng là một người chuẩn bị bước ra cánh cửa ngưỡng cửa đại học, cháu cảm thấy mình có trách nhiệm phải cố gắng học tập, trau dồi tri thức và bồi dưỡng tâm hồn. Chỉ có vậy thì mới xứng đáng được với những gì mà tổ dân phố và các ban lãnh đạo đã hết sức ủng hộ, nhiệt tình trong quỹ hội kiến khuyến học. Và cũng cảm ơn các ban lãnh đạo ngành đã tạo điều kiện cho chúng cháu tham gia ngày hội gia đình Việt Nam này nhằm nâng cao những hiểu biết giá trị truyền thống yêu nước và hiểu về giá trị ý nghĩa về gia đình Việt Nam. Nhân đây, cháu xin hứa hẹn là một học sinh đại diện, cháu và các bạn học sinh ở đây sẽ quyết tâm học hành, cố gắng phấn đấu để không chỉ đóng góp xây dựng cho tổ dân phố mà hơn thế đó chính là cho tổ quốc, cho xã hội. Cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các ban ngành lãnh đạo, các bác tổ dân phố của phường mình và mong rằng không chỉ năm nay mà còn nhiều năm nữa, ngày hội gia đình Việt Nam ở tổ dân phố số 3 sẽ được tổ chức thành công và tiếp nối phong trào truyền thống hoạt động đầy ý nghĩa này ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn. Hôm nay về dự với hội nghị kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và tổng kết công tác khuyến học 10 năm 2011-2021. Có đồng chí Nguyễn Văn Nhật là quận ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường. Sau đây xin kính mời đồng chí lên phát biểu chỉ đạo với hội nghị. Dạ, trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Bùi Thị Ngọc Quyên, phó trưởng phòng phòng giáo dục đào tạo quận Lê Chân. Kính thưa đồng chí Hoàng Thanh Hải, chủ tịch hội đồng quản trị công ty điện cơ Hải Phòng. Kính thưa toàn thể các bác, các đồng chí và các em học sinh thân mến. Hôm nay thì hết sức vui mừng, phấn khởi cho cá nhân tôi được cùng với các vị đại biểu đại diện cho lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị xã hội trong phường được về dự hoạt động hết sức ý nghĩa của tổ dân phố số 3 kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và tổng kết 10 năm thực hiện cái chương trình khuyến học tại tổ dân phố. Lần đầu tiên xin được thay mặt cho các vị đại biểu khách mời xin được gửi tới toàn thể hội nghị chúng ta cũng như là các cháu học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con như là các cháu học sinh, vai trò của gia đình hết sức to lớn. Sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định nhiều gia đình thì tạo thành xã hội, và gia đình tốt thì có xã hội tốt, và xác định gia đình là hạt nhân của xã hội, thể hiện cái vai trò hết sức to lớn của gia đình. Và đây cũng là cái nơi vun đắp rồi hun đúc nên những cái tình cảm của gia đình, nuôi dưỡng những cái truyền thống quý báu của dân tộc.
và cũng rất mong muốn những cái hoạt động như thế này ở các tổ dân phố trên địa bàn của phường An Biên chúng ta sẽ tiếp tục được duy trì phát triển để chúng ta tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các gia đình được phát triển và đặc biệt là nuôi dưỡng cái tình cảm của các thành viên trong gia đình. Thế và chúng tôi cũng qua quá trình tìm hiểu thì thấy có một cái câu nói cũng hết sức là ý nghĩa. Đó là có một nơi để về thì đó là nhà, có những người để yêu thương thì đó là gia đình, và có được cả hai điều trên thì đó là hạnh phúc. Và cũng trong cái buổi lễ ngày hôm nay thì cũng rất mong muốn tất cả các hộ gia đình của phường An Biên chúng ta nói chung và gia đình trong tổ dân phố số 3 của chúng ta nói riêng thì luôn luôn có được hạnh phúc, có được cả hai cái điều mà chúng tôi vừa nêu trên ở một cái câu nói hết sức ý nghĩa. Thế và cũng xin được báo cáo các bác các đồng chí, việc xây dựng gia đình truyền thống ở xã hội chúng ta là một cái điều hết sức quý báu. Đây là một trong những cái mục đích và cái mong muốn của rất nhiều các cái gia đình. Thế và Đảng, Nhà nước thì luôn luôn có cái sự quan tâm đặc biệt đến chăm sóc, tạo điều kiện để phát triển các gia đình. Thế rồi chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Thế và vào cái ngày 28 tháng 6 năm 2000 thì Bộ Chính trị cũng đã ban hành cái chỉ thị số 55 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc gia đình và trẻ em. Và tại cái chỉ thị này thì cũng đã xác định xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc là mục tiêu quan trọng, đề cao vai trò của gia đình, giúp đỡ và tạo điều kiện cần thiết để các gia đình thực hiện trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển của trẻ em là cái mục đích hết sức to lớn. Thế và trên cơ sở thực hiện cái chỉ thị số 55 của Bộ Chính trị thì ngày 4 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 72. Và tại quyết định này thì lấy ngày 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam. Và cũng nhân cái ngày gia đình Việt Nam này để đề cao cái trách nhiệm của các cơ quan, các ban ngành của toàn xã hội với việc phát triển gia đình Việt Nam. Thì cũng rất mong muốn các bác đồng chí trên cái tinh thần đó thì chúng ta tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ duy trì, phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình có cái điều kiện thuận lợi trong cái việc phát triển, xây dựng hạnh phúc. Thế và qua nghe báo cáo cũng như là dự hội nghị hôm nay thì được nghe rất nhiều các cái thông tin liên quan đến các cái thành tích đạt được của các cái phong trào thi đua tại tổ dân phố số 3. Trong đó thì có hai cái phong trào mà nó gắn liền với cái nội dung hội nghị ngày hôm nay. Một là cái phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng tổ dân phố văn hóa. Hai là cái phong trào khuyến học khuyến tài tại tổ dân phố, và chúng tôi cũng hết sức vui mừng phấn khởi để qua nghe báo cáo thì thấy rằng kết quả của tổ dân phố chúng ta hết sức là tích cực. Thứ nhất là cũng hơn 10 năm qua thì chi bộ tổ dân phố luôn luôn giữ vững cái thành tích là chi bộ tiêu biểu vững mạnh xuất sắc. Tổ dân phố thì luôn luôn là tổ dân phố văn hóa. Thế và có tỷ lệ số hộ gia đình văn hóa cao. Thế và đặc biệt nghe báo cáo của đồng chí tổ trưởng tổ dân phố thì cái thành tích trong cái công tác khuyến học khuyến tài của chúng ta thì hết sức đáng phấn khởi. Trong 10 năm qua thì cái kinh phí mà các bác vận động là hết sức lớn, báo cáo các bác các đồng chí như vậy, hết sức lớn. Thế và cái tỷ lệ các cháu học sinh trong tổ dân phố chúng ta đạt cái thành tích là học sinh giỏi các cấp cũng hết sức cao. Các bác đánh giá là trung bình khoảng trên 80% số học sinh là đạt học sinh giỏi trong tổng số học sinh ở trong tổ dân phố. Và ngay như cái hội nghị ngày hôm nay thì chúng tôi theo dõi chúng ta thấy là có trên 70 cháu được nhận cái danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Thì đấy là những cái thành tích mà rất đáng tự hào ở mỗi một gia đình, ở mỗi một cháu học sinh, thế rồi ở tổ dân phố chúng ta. Thế và thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương xin được chúc mừng cái thành tích đạt được của tổ dân phố chúng ta, và xin gửi lời chúc mừng đến các gia đình văn hóa, đến các cháu học sinh và đạt được cái thành tích cao trong năm 2021 và những năm vừa qua. Về thời gian tới thì có lẽ là xin phép được thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương xin được đề nghị các bác đồng chí tổ dân phố quan tâm đến một số những nội dung để chúng ta tiếp tục duy trì, phát huy cao độ những cái phong trào tại tổ dân phố chúng ta như trước đây. Một là mong muốn các bác các đồng chí tiếp tục tập trung cao cho các cái hoạt động tuyên truyền, rồi vận động những nhà hảo tâm để chúng ta thường xuyên duy trì cái hoạt động kỷ niệm
ngày 28 tháng 6 hàng năm và gắn với đó là cái phong trào khuyến học khuyến tài của tổ dân phố để góp phần động viên khích lệ các gia đình, động viên khích lệ các em học sinh có thêm cái động lực để tiếp tục phấn đấu vươn lên học tập tốt. Thế và cũng mong muốn đây cũng là cái dịp mà các bác cán bộ tổ dân phố quan tâm được nhiều hơn đến các hộ gia đình khó khăn, đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Để đây là một cái điều chúng tôi hết sức mong muốn. Cái việc thứ hai cũng mong các bác quan tâm đó là tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền nhằm mục đích xây dựng các gia đình trong tổ dân phố đạt được ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc theo đúng tinh thần của quyết định số 72 của Chính phủ, rồi cái chỉ thị 55 của Bộ Chính trị. Đây là cái mục tiêu cao đẹp mà chúng ta phấn đấu tại các tổ dân phố, các địa phương. Thứ ba là đề nghị các bác, các đồng chí hết sức quan tâm để tạo điều kiện cho các gia đình trong tổ dân phố số 3 của chúng ta nói riêng, cũng như các gia đình trên địa bàn toàn phường có điều kiện để phát triển kinh tế, đảm bảo điều kiện nâng cao cái đời sống hàng ngày, cả về vật chất, cả về tinh thần. Thì cũng rất mong muốn là tổ dân phố tiếp tục ngoài cái phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố, rồi cái cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới mà thành phố chúng ta phát động, thì các bác cũng quan tâm đến các cái hoạt động tại tổ dân phố, tạo điều kiện để có nhiều phong trào thi đua tại tổ dân phố hơn nữa. Thế và cũng nhân dịp này thì cũng xin được đề nghị các đồng chí lãnh đạo ủy ban dân phường, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa đến các gia đình trong toàn phường, đặc biệt là các đối tượng như là trẻ em, rồi người cao tuổi, phụ nữ, các cái gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để chúng ta làm tốt cái công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường chúng ta. Và với các cái hoạt động tại phường thì cũng mong muốn Mặt trận Tổ quốc, rồi các cái đoàn thể chính trị, các cái tổ chức xã hội tiếp tục có nhiều cái hoạt động chăm lo đến cái đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn phường, và động viên các em học sinh tiếp tục phát huy cao cái tinh thần tự học, tự rèn luyện để có cái thành tích học tập tốt. Và cũng tại hội nghị hôm nay thì thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương, trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo quận nói riêng, rồi lãnh đạo quận nói chung cũng đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo đến cái phong trào hoạt động tại địa bàn phường An Biên. Và đặc biệt cũng gửi lời cảm ơn anh Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ, là một đảng viên sinh hoạt theo quy định 213 trên địa bàn của tổ dân phố phường số 3 phường An Biên, cũng nhiều năm qua dành rất nhiều tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ, tài trợ cho các cái hoạt động tại tổ dân phố nói riêng cũng như là phường An Biên nói chung. Và cũng rất mong muốn các anh chị tiếp tục dành những cái tình cảm cho phường An Biên, cho nhân dân của phường An Biên, để phường An Biên tiếp tục có được cái điều kiện phát triển tốt hơn và có nhiều cái phong trào thi đua tốt hơn. Một lần nữa xin được kính gửi tới các bác, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân, các em học sinh thân mến lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, và chúc cho tất cả các gia đình trong tổ dân phố của chúng ta nói riêng và phường An Biên nói chung, như là các vị đại biểu luôn luôn hạnh phúc, mạnh khỏe. Xin được trân trọng cảm ơn. Chân thành cảm ơn đồng chí Bí thư Đảng ủy huyện Vân Nhật. Kính chúc đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể các bác, các đồng chí và các cháu thân mến. Sau 1 tiếng 10 phút làm việc, hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Sau 5 năm, hôm nay chúng ta làm cái kỷ niệm 20 năm ngày gia đình Việt Nam và tổng kết 10 năm khuyến học. Đây cũng là ghi một dấu ấn. Trước hết, xin chân thành cảm ơn Phòng Giáo dục quận đã chăm lo và về đây dự chỉ đạo hội nghị. Cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các đồng chí đã về cùng dự. Cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Điện Cơ Hải Phòng, trưởng nhóm đảng viên 2013, người đã đồng hành sát cánh cùng với tổ dân phố và chi bộ suốt trong 10 năm qua. Tại hội nghị 5 năm, tổng kết 5 năm khuyến học, Công ty Điện Cơ Hải Phòng đã tài trợ 30 chiếc quạt cho các cháu học sinh giỏi 5 năm. Năm nay thì dồn vào 5 chiếc quạt nhưng giá trị bằng 30 cái quạt năm ngoái, của 5 năm trước. Cho nên là vật chất vẫn đầy đủ. Thế và cũng nhân dịp này thì cũng xin thông báo và
chúc mừng các cháu đã đạt được các giải cao. Hy vọng những năm tới các cháu sẽ còn đạt được, có cháu sẽ đạt được quốc tế. Và chúc các cháu phổ thông trung học năm nay đều tốt nghiệp và thi vào được đại học, để sang năm và các năm tiếp theo chúng ta còn tổ chức những cái buổi tuyên dương học sinh Quảng Đông hơn nữa, có thể lên tới 100 cháu. Hội nghị đến đây đã trọn vẹn và thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Cảm ơn các bác, các nhà tài trợ và toàn thể các cháu. Chúc sức khỏe, hạnh phúc. Tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị ở đây, hôm nay ở đây. Xin cảm ơn.